Một con thỏ đang ngồi bên bờ hồ, bỗng nghe tõm một tiếng thật to. Thỏ rất tủ nặng giật mình, hốt hoảng vừa chạy vừa hét lên hỏng rồi. Tôm ngã tổng đúng rồi. Đến rồi, mỗi người đủ nặng, mờ ôi môi nặng, mọi người hãy chạy đi ngay. Con để cái ngón tay con vào, không nhớ đâu. Dấu ngã. Bỗng bờ ông bông ngã. Bỗng thở rất giật gờ giật cáo cáo dấu sắc cáo cáo cũng không biết tổ cái chữ này này tổ ngã tờ ôm tôm ngã tờ ôm tôm ngã tổ ôm tổm tổ mình đâu mình bảo con để cái tay vào gặp cao cao cũng không biết tổ là cái gì. Vội vàng chạy theo thỏ hai đứa đang chạy thì gặp ngựa vằn nghĩ tõm nói cho mẹ 5 lần cái chữ nào từ nãy là đọc không nhớ tõm phải là một thứ rất đúng sắc đáng sợ và ngựa vằn cố sức chạy theo thỏ và cào. Con gì? Cào. Cào là con gì? Cào. Con đấu sắc ở đấy mà. Cáo. Con cáo. Nói cho mẹ 5 lần chữ cáo thôi nào. Cáo. Thỏ và cáo. Ký. Như thế. Tiếng thỏ. Hết. Các con mật chạy theo ngay. Đừng đạp chân. Theo ngay. Ngày càng đông. Mỗi người. Chẳng ai biết đâu. Đầu đuôi thế nào. Cứ chạy theo thực mạnh. Không một con nào kịp nghĩ vì sao lại chạy. Không biết chuyện gì xảy ra, thấy con kia nó chạy cũng chạy không suy nghĩ gì cả. Bỗng
bỗng gặp sư tử giữa đường. Sư tử chạy cả một lại hỏi càng cặp cặp kẽ kẽ cặp kẽ cặp kẽ và thấy tôm 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 chẳng có gì đáng sợ đến như thế. Sau đó sư tử dẫn cả bọn quay lại chỗ thỏ. Vừa nghe tiếng tóm gần kia, hóa ra là đó do một quả chín nẫu là nó chín quá rồi. Trên cây rừng rụng xuống nước. Thế là do cái quả nó rụng vào nước đúng không? Xong nó kêu tóm, thế là con thỏ nó tưởng có cái gì sợ quá nó chạy. Mình đang đổ đây. Nào. Xuống nước hất ra tiếng kêu tóm. Thế cái câu chuyện này nó kể về cái gì? Đầu tiên là con gì nhỉ? Con thỏ. Nó nghe thấy cái gì? Tóm ở dưới nước đúng không? Xong rồi nó tưởng nó ra. Là nó là cái gì? Nó tưởng sợ. Là cái gì sợ đúng không? Thế là nó làm gì? Nó chạy xong nó chạy gặp cái con gì nhỉ? Đầu tiên nó gặp con gì nhỉ? Ngựa. Không, trước con ngựa là con cáo. Con cáo, xong ngựa vằn. Con cáo xong đến con ngựa vằn, xong rồi cả ba con cùng chạy. Con nào cũng chạy xong rồi làm sao nhỉ? Không ai hỏi là tại sao lại chạy đúng không? Đúng. Lẽ ra phải hỏi là tại sao lại chạy đúng không? Ừ. Đây lại không hỏi cứ chạy. Thế cuối cùng gặp con gì nhỉ? Sư tử. Sư tử là làm gì nhỉ? Sư tử nói. Nói là sao? Là nó không phải cái gì sợ. Xong sư tử nó làm gì? Là kết quả. Mà nó dẫn các con vật quay lại đúng không? Đúng. Thì mới phát vậy hiện ra. Vậy nó không phải cái gì sợ cả. Thế nó là cái gì? Nó cái quả. Quả chín quá rồi. Chín quá, nó làm xong sao? Xong nó rơi vào nước. Xong nó kêu Tóm. Rồi con đọc cái phần lời của mẹ nào. Lời của mẹ. Vì thỏ không hiểu rõ ngọn nhanh Ngành Câu chuyện Nên ra Đã làm nào náo loạn cả khu rừng, làm cho cho mọi người. Rồi thế con vừa đọc cái chuyện gì thì con đọc tên cho mẹ xem nào. Tọa. Câu chuyện tên là gì? Tọa đến rồi. Tóm. Tóm đến rồi. Ừ, đúng rồi. Thế mẹ, nhớ mẹ ở cái video, mẹ nói, nhớ, tại vì nhớ mẹ cho vào cái giấy, mẹ phải cho vào cái giấy, là mấy lần mẹ phải giúp con, xong cái khác lần giúp con lại đọc cái này, xong mẹ lại nói, xong mẹ lại... Đếm là mấy lần mẹ phải giúp con, xong mẹ nhìn thấy được con mẹ có phải giúp con nhiều hơn thế là được lắm. Chuẩn luôn, ý kiến rất là hay, là hay hơn lần sau mình ghi lại nhá. Ừ, mình ghi được. Con cảm ơn mẹ không xem tivi nhá. Con nói cái gì? Cháu chào mọi người.